Thêm một câu chuyện xúc động nữa về tình yêu, My Love Don't Cross That River, tạm dịch là Người yêu ơi đừng băng qua sông, là bộ phim tài liệu dài 85 phút của đạo diễn Jin Mo-jong kể về chuyện tình lãng mạn và chân thực của cặp vợ chồng ông Jo Byung-man, 98 tuổi và bà Kang Ga-yong, 89 tuổi ở Hàn Quốc. Bộ phim đã chiến thắng nhiều tác phẩm bom tấn của Hollywood những ngày cuối năm 2014 khi không chỉ ăn khách tại các phòng vé xứ sở kim chi mà còn gây chú ý tại nhiều nơi ở châu Á và Bắc Mỹ. Bộ phim nói về cặp vợ chồng gần 100 tuổi sống ở một triền núi tại Hàn Quốc. Dù đã gần 100, ông Bierman vẫn ngày ngày đi chặt củi, mang về còn vợ ông ở nhà chăm sóc sân vườn. Cuộc sống giản dị nhưng đầy ắp tình yêu thương như cặp chim rừng của họ trôi qua như thế được 75 năm. Họ có với nhau tổng cộng 35 người con, cháu và chắt, nhưng đến cuối đời chỉ có hai người sống với nhau cùng một chú chó trong căn nhà nhỏ ở một ngôi làng trên núi tỉnh Gangwon-do. Tên phim lấy cảm hứng từ cảnh cuối khi bà Giyeo ngồi bên bờ suối và màn hình chạy lên câu thoại như lời hát dân ca: Người yêu của em, đừng bỏ lại em một mình, đừng băng qua con sông mà không có em theo cùng. Ra rạp từ hôm 27 tháng 11 ở Hàn Quốc, My Love Don't Cross the River ngay lập tức trở thành hiện tượng phòng vé, thu hút hàng triệu khán giả mọi lứa tuổi. Chỉ trong tuần đầu công chiếu, bộ phim có ngân sách vỏn vẹn 110.000 đô la Mỹ đã thu về 4,6 triệu đô la Mỹ và trở thành tác phẩm độc lập thành công nhất Hàn Quốc. Phim cũng ra mắt ở Bắc Mỹ cùng thời điểm công chiếu tại Hàn Quốc và thu về 180.000 đô la Mỹ ngay trong tuần đầu mở màn, đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Mỹ với các phim độc lập. Các báo chuyên về điện ảnh của Mỹ như Hollywood Reporter và Variety dành cho bộ phim đến từ châu Á cả sự yêu thích và kính nể. Không chỉ ấn khách, bộ phim còn giành giải thưởng khán giả bình chọn tại Liên hoan phim tài liệu quốc tế DMZ. Thành công của phim được giới quan sát nhận định nhờ hiệu ứng truyền miệng rộng rãi ở Hàn Quốc. Xét về kịch bản, điều đáng giá nhất trong bộ phim này là câu chuyện tình như mơ, có thật về hai cụ già nơi sân cước, được xử lý dưới góc máy quyến rũ đậm chất cine.